Tài khoản Techcombank, sinh lời tự động mỗi ngày, kích hoạt ngay. Anh đang cầm trên đôi tay bông hoa tình yêu lâu nay, nhưng thật không may làm rơi cánh hoa xuống thềm. Khi không còn em bên anh, hương thơm càng hoa mong manh. Đẹp luôn quá đi. Làm sao trốn tránh nơi đây màn sương long lanh, nghe từng âm thanh giọt sương khẽ rơi buồn lặng. Xin em cầm đôi tay anh, xin em một lần lắng nghe, lắng nghe tim anh. Hey! Từ đôi môi nặng mơ mà giấc mơ, một kia sẽ mang cho em niềm hạnh phúc. Yeah 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 yeah, và giờ đây anh đã tìm thấy em. Vậy hãy cho anh một cơ hội để anh được đôi. Mỗi khi gần em, anh sẽ dịu dàng đến từng phút say. Nắm tay em thật lâu, ngọt ngào bơ mắt em. Và em yêu chỉ vui, nhưng chỉ mong em cười hé môi. Cánh tay anh là nồi, nhẹ ru mỗi đêm. Đến khi không gặp em, anh ngờ như xa một giấc mơ. Cố quay lưng ù đi, nhưng tìm không ra em. Lẻ loi xin đừng xa anh đừng quá lâu, hãy cho anh nhận ra tình yêu vẫn hoài đời. Cho hồn tôi một đại cơ mà người đâu hay. Chắc em là thiên thần, ngỡ từ đâu rơi xuống. Giờ đây chẳng thể nào nghĩ suy. Em yêu đi hết giờ ơi. Đừng vội đi, hãy đến bên anh này. Để cho anh được nhẹ ngắm nhìn em, được làm quen, nói với em bao điều. Rằng trái tim anh bây giờ chỉ còn mỗi người thôi. Anh dịu dàng đến từng phút say, nắm tay em thật lâu, hôn ngọt ngào bờ mắt em. Kể bao nhiêu chuyện vui, nhưng chỉ mong em cười hé môi. Cánh tay anh là nồi, nhẹ ru mỗi đêm. Đến khi không gặp em, anh ngờ như xa một giấc mơ. Cố quay lưng ngủ đi, nhưng tìm không ra em. Trái tim thêm lẻ loi, xin đừng xa anh đừng quá lâu. Hãy cho anh nhận ra tình yêu vẫn quá đời. Hãy có một không hai, điều em ước là cuộc tình không phải. Vậy nếu cho tâm trí em có tồn tại và cả ngàn trong gai, yêu em chẳng ngần ngại. Mỗi sự yêu đương nãy sẽ không muốn về nhà, mà không thể chung vui cho em xem như đó là quà. Nắm tay nhau băng qua dải ngân hà. My love, gặp nhau rồi thật khó xa. Bài này nhảy cả luôn. Gặp nhau rồi thật khó xa. Tay đâu. Gây thiệt hại đến con số hàng trăm tỷ đồng.
Ngầu quá, ngầu quá. Nhìn về từng ngày vừa đi qua đây, vẫn thấy lấy lắm đắng cay. Hết rồi chuyện xưa, đừng buồn nữa, đừng ngồi vu vơ. Dẹp hết cuộc sạch hết. Ngày dài vừa chết còn gì mà nhắn đến. Điều cần làm là vui lên. Đi về đường dài còn bao trông gai. Những thứ hát không nghe. Nỡ dần rút bay. Nụ cười ấy, nụ cười em ngay. Lột xa tay người ta. Nặng nề ngày tháng còn gì buồn chán. Bay lên vỡ nhát. Cho ta vui như lúc wow. Ngày xưa wow. Anh cắp cái gương tiền đấy à? Thắng cuộc đời wow. Cho ta say như lúc mới hay yêu quá, dài hay nhớ thương mẹ bên ngoài. Hôm nào ta ngỡ ta như trao cơn mơ. Chẳng thể ngơi tay. Dẹp hết lột sạch hết. Ngày dài vừa chết còn gì mà nhắm đến. Nếu cần làm là vui lên. Nhìn về đường dài xuống tương lai. Nếu em lấy bỏ qua. Nếu ngày mai mình đổi thay. Còn nhẹ trong tay. Lột xa thành người ta. Nặng nề ngày tháng có gì buồn chán. Bay lên vỡ nhá. Cho ta vui như lúc mến thơi ngày sớm hôm không mệt nhai. Hát một mình, hát của đôi tay xinh. Cho ta say như lúc mới yêu điên dài. Nhớ thương em bên mai. Hôm nào ta ngỡ ta như trong cơn mơ. Yeah. Trong cơn mơ. Tưởng như là khó. Chuyện nhỏ. Say what? Có những lúc thề lò như một chuyện chẳng nhằm nhỏ. Có những lúc ngặt nghèo tưởng như xong là xong rồi đó. Nhưng nghĩ lại một chuyện chẳng đáng mà lò, chỉ là chuyện nhỏ. Dù đôi chân bạch quá to. Khiến cho mình quên đi nghèo khó. Chỉ cần ta ôm trọn được nó. Từ giờ sẽ chẳng cần so đo. Điều đó cũng có nghĩa phải từ bỏ. Tất cả lòng tự trọng để biến cái không thành có. Thả rằng ta cứ sống những cách được học từ nhỏ. Nói cho sạch, rách cho thơm tho. Nào, hãy vui lên nào bạn nhé. Đời khó khăn chỉ là lẽ thường. Và giờ, hãy vui lên nào bạn nhé. Cái bao tiền làm đẹp quá. Quá dễ thương. An Cường, giải pháp gỗ nội thất cho mọi nhà. Hãy bình chọn cho 33 anh tài tại 7 hạng mục giải thưởng phụ. Thời gian bình chọn từ hôm nay tại trang web whyvote.vn.
Anh trai vượt ngàn trong gai, 20 giờ trên kênh VTV3, 20:30 trên hệ thống YouTube Gia Oanh, thứ bảy hàng tuần. Nhấn nút theo dõi kênh YouTube Gia Oanh Show, xem ngay Anh trai vượt ngàn trong gai.